cỏ trang trí lên cho trồng thông lên các kiểu, bên trong vẫn toàn cỏ nhỉ. Bên trong trồng hoa mày, cỏ đéo đâu. Mày thấy cái bệnh viện mới xây nó sắp xong chưa? Xong chưa? Chắc là về sau chỗ đấy đông dân phết đấy nhỉ? Đấy. Ừ, bây giờ trên đấy bắt đầu đang xây nhà tí tí được không? Mày có cái bệnh viện trung trung tâm nằm đấy thì chẳng đi đâu. Sao với lên lợi chuyển về đấy nhỉ? Đấy. Mua cái gì? Bánh tráng hả? Vậy luôn, mày ăn toàn những cái cao cấp không? Bánh tráng nướng ý. Ừ thì tao bảo mày ăn toàn cái cao cấp không à? Cái nướng mà cao cấp thì tao nói hết còn không hiểu nữa. Ơi, nó sẽ nhìn trước như ơi, rồi mà nó nhòe luôn mẹ. Tí về ta lại pha mì tôm nó ăn. Tí bây giờ chả còn chỗ nào để ăn, đi ăn cái đấy chứ ăn cái gì. Này, khu chợ này này, hôm nay chiều nay tao bảo mày ăn ở trên này đéo chịu này. Chè đâu? Mày điên là toàn sinh tố không mà làm gì có chè. Đâu? Sang luôn. Cho đủ người, cho đủ chè. Cái gì ta trả tiền hả? Có đủ 100, có 10 ngàn thôi. Điên này có 10 ngàn, có 15 ngàn đấy.